Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì tiếp tục mình vẫn còn đang có mặt tại cầu Sạch Phong Châu Tam Nông Phú Thọ để tiếp tục cập nhật cái tình hình cũng như là ở đây có diễn biến gì mới nhất, mình sẽ cố gắng quay gửi đến quý khán giả và mọi người cùng xem ha. Thì buổi chiều ngày hôm nay là ngày 19 tháng 10 2024, tình hình là mấy anh bên xe cẩu cũng như là đội trục vớt sẽ chuẩn bị tiến hành cẩu phần bê tông và sắt ở dưới cầu Sạch lên tiếp theo ha. Thì theo thông tin mình vừa mới cập nhật được, không biết có chính xác hay không, mấy anh có chia sẻ lại là đây là cái phần sắt cũng như là bê tông cuối cùng của nhịp cầu Sạch bên phía Tam Nông ha. Thì tính tới thời điểm từ khi cầu Sạch tới ngày hôm nay đúng 1 tháng 10 ngày, cái số người tìm được tính tới thời điểm mà mình quay máy quay này là 4 người, cũng như là số xe tìm được vẫn là 2 chiếc. Chưa có thông tin gì tiếp theo. Khi nào có thông tin gì hay là tình hình như thế nào thì mình sẽ cố gắng truyền tải nhanh nhất để cho mọi người xem, để hiểu thêm cũng như là chính xác nhất ha. Đây bây giờ thì mấy anh cẩu một cái động cơ ở dưới xà lan lên, có lẽ là thay thế cho cái máy tời ở trên bờ. Để cùng xem coi mình đoán có đúng không nha. Động cơ bay khối đầu cây luôn rồi. Tại vì hồi sáng thì mình có lại rằng cái phần hiện trường của cầu Sạch á, mình tiếp cận gần ở bên đó, mình có cảm giác nó cũng hơi ấn ớn quá, với lại là cũng hơi nguy hiểm, cho nên thôi mình không có loại đó. Buổi chiều thì mình ở đằng này thì mình có nghe thông tin là buổi chiều mấy anh sẽ xử lý hết cái phần sắt ở bên dưới, thì không biết như thế nào thì mọi người cùng xem hết video với mình nha. Đó, vậy là chính xác rồi, mình đã đoán chính xác, mấy anh đã thay cái động cơ máy tời. Cái máy tời ở trên nó bị trục chặt cho nên là phải thay thế để mà lôi kéo cái phần cầu Sạch vô để mà cẩu lên bờ. Đây, bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem cái phần sắt cũng như là bê tông bên dưới. Nãy giờ thì mấy anh đã thay xong cái động cơ rồi. Đây, cái động cơ vừa thay ra nằm đây nè, chắc để bán phế liệu quá. Đó, giờ thì mấy anh đang tời cái phần cầu Sạch lên mé để tiến hành cắt. Đó, bây giờ mấy anh dùng búa đập cái phần cáp cho nó chặt vô. Đây, đang kéo cái phần sắt dưới này lên nè. Có vẻ như là buổi chiều mấy anh không có lặn bên dưới nha mọi người. Có thể là kéo lên rồi cẩu thôi. Chắc một vài hôm nữa thôi là cái phần nhịp cầu Sạch bên phía Tam Nông là đã được xử lý hết ha. Nó cũng còn không có quá nhiều. Bây giờ thì cần cẩu đã hạ cần xuống cũng như là đưa cáp xuống để chuẩn bị tiếp cận cẩu lên ha. Mọi người cùng xem với mình nha. Mỗi khi mà cẩu cái món hàng gì mà nặng thì cần cẩu phải đưa cái lèo cáp là 4 cọng xuống. Khi mà cẩu nhỏ nhỏ thì đưa cáp 1. Đây, chuẩn bị móc cây cối bê tông hay là cối sắt lên đi mọi người. Bây giờ thì cái máy tời ở trên kéo vô cũng khá là nhiều ha. Bây giờ thì tới cái công đoạn của xe cần cẩu. Cái công đoạn mà móc cáp thì bên dưới cũng rất là khó nha. Phải quét lỗ cũng như là phải tìm cái vị trí nào mà nó đúng mới được, để mình móc mà không đúng rồi khi cẩu lên cao nó rơi ra một cái là cũng nguy hiểm lắm. À, bây giờ thì ở trên máy tời đã khởi động. Ủa, xin lỗi, máy tời bên dưới chứ.
cái tờ của cái cần chữ A nào đó. Đó, mọi người thấy cái phần cầu bây giờ nó đã nhúc nhích rồi đó, thấy không? Nó không, cái phần sắt bê tông của cầu sập thì mình nghĩ nó không còn nhiều đâu mọi người. Đó, bây giờ thì em đang cố gắng gịch để cho nó dính vô cái phần móc câu đó để mà lôi. Mọi người cùng xem với mình nha, coi coi cầu bê tông hay cầu sắt lên đây. Đó là cầu sắt và bê tông đây. Mọi người có thể nhìn kỹ là cái phần sắt ở dưới đó là kiểu như nó đã nhúc nhích rồi đó. Giờ lên tời, lên cáp này. Xuống này. Hy vọng là mực nước này nó sẽ giật xuống nhiều thêm nữa để cho cái công việc trục vớt của mấy anh nó dễ dàng hơn. Chứ khoảng chừng 2 ngày hôm trước á, là cái mực nước nó dâng thất thường lên, cầu phao thì phải dỡ. Mà đội bên đội trục vớt thì cũng cực kỳ là khó vì cái lý do là gác gến cũng như là mực nước nó dâng cao, nó chảy mạnh. Rồi nó làm cho mấy anh bên lặn để mà xuống dưới tiếp cận đó thì nó khó cực kỳ. Thì 2-3 ngày hôm nay thì không thấy người nhái ra lặn cũng như là không thấy tìm kiếm thêm thông tin gì thêm ha. Chỉ có là trục vớt cầu cũng như là mấy ngày hôm trước thì cầu phao cắt. Mấy ngày hôm nay thì xe cộ thì lưu thông mọi thứ là nó bình thường trở lại nha mọi người. Công đoạn móc cáp vô cũng cảm giác như là nó rất là khó chịu. Chút nữa đây mọi người cùng xem anh rút cần vô nè. Chứ nếu mà cẩu với cái lực này thì mình nghĩ là hơi yếu ha. Có vẻ như là mọi thứ đã xong rồi, bây giờ thì thằng cậu đang chuẩn bị lên cáp. Rồi kìa. Cậu đang bắt chớn gịch đó. Giác thì nó rất là nặng nha. Đó, y như mình nói lúc nãy là giờ ca xe cần cẩu đang thu cần vô nè. Thu cần vô để lấy cái lực cũng như là lấy sức mạnh mới có thể kéo nổi. Có thể là tới vị trí đó. Tiếp tục là thu cần như nữa này. Thu hết cần luôn rồi đó. Đó, nó nhúc nhích rồi đó. Nhúc nhích mà không biết có lên nổi hay không nữa nè. Xây xây gì kìa.
chưa thấy lên hay chưa thấy có dấu hiệu gì mới. Không ăn thua luôn mọi người. Cần nấu giờ đã hết hết cần rồi đó, như cái cần câu rồi đó. Cũng có thể là nó còn dính một cái gì bên dưới cho nên là vẫn chưa có dứt khoát được. Như một cái cần câu mà dính con cá bự mà không thấy nhúc nhích dấu hiệu gì luôn. Để coi anh sẽ tính tới biện pháp như thế nào. Bên dưới thì mình thấy cái mái tời của cần cẩu chữ A là đang khởi động cũng như là đang tời cho nó cao lên để cho xe cần cẩu gịch vô. Bây giờ thì mình đã di chuyển cái góc máy khác để cho mọi người thấy toàn cảnh hơn nè. Không biết có di chuyển nhúc nhích gì không mà mình sao thấy nó cứng ngắc nè. Chưa thấy động tĩnh gì hết. Cái cây chuối nó trâu vô nó. Sẽ cố gắng để máy cố định này để coi cái phần sắt cũng như là cái cần cẩu của gịch lên nổi không nha. Mọi người xem khúc này đừng tua nha, trông chờ kết quả với mình ha. Chứ mình thấy nãy giờ gần 5 phút rồi đó mà không thấy dấu hiệu nhúc nhích hay là lên xuống gì hết. Ở trên thì bây giờ máy tời cũng đang tời cái phần sắt cũng như là bê tông của cầu sập vô ha. Bên dưới thì vẫn chơi chơi. Chưa thấy dấu hiệu gì. Chỉ thấy chiếc xà lan nó di chuyển qua lại thôi.
quay với góc máy là không dám thở mạnh luôn á mọi người, nếu thở mạnh là nó hơi bị rung lắc. Thật sự là cái vị trí mình tới cái phần cầu sập đằng kia cũng rất là xa nha, mọi người cùng xem với mình nè. Như là mình thấy nó nhúc nhích rồi đó mọi người. Nó giờ thằng cẩu xây rồi đó. Vô tải rồi đó mọi người. Vô tải rồi nhưng mà sao chưa thấy gì ta? Gạch rồi đó, nó xây cái móc câu rồi đó. Nhóm hỏng hỏng lên hồi hộp quá. Cáp của cần cẩu căng như dây đàn thật sự luôn mọi người, nhưng mà vẫn chưa thấy lên. Quá nặng. Mình thấy di chuyển rồi đó, hơi hơi rồi đó. Trời ơi, cái gì vậy? Cái cọng cáp ở trên là cái cọng cáp của cái máy tời nha. Cọng cáp này nè, cọng cáp này là cọng cáp của máy tời ở trên bờ. Mọi thứ căng thẳng thật sự ha. Trở lên trên cho mọi người xem máy tời. Trời ơi, máy tời hỏng chân luôn rồi mọi người. Nãy ra tín hiệu rồi.
Đi rồi gì? Mọi người biết cái phần sắt ở bên dưới nó nặng khủng khiếp cỡ nào đó nè. Sao thấy nó nguy hiểm vậy ta? Trong trường hợp bắt buộc rồi, không xả cáp nữa nhổ luôn cái máy tời xuống dưới à. Tình hình không biết như thế nào đây, sao mình thấy mỗi lúc càng căng thẳng hơn. Không biết là buổi chiều nay thì mấy anh có cẩu kéo lên được miếng sắt nào không nữa đây, chứ mình thấy giờ này thì cũng chiều rồi đó. À, anh em chuẩn bị cái cây để cắt sắt hay sao? Bây giờ thì máy tời, máy kéo gì cũng tắt hết trơn à. Không biết là mấy anh sẽ làm gì đây. Nó nói bây giờ mình cũng nín thở để xem cái con cẩu ở trên. Cẩu, nhưng mà cuối cùng cũng thở rồi à. Nhưng mà thấy cái con cẩu thì gịch kiểu như là không thấy nhúc nhích gì quá nhiều. À, đây rồi, anh chuẩn bị vũ khí để chuẩn bị tiếp cận là cắt sắt. Sẽ cẩu lên đây. Cuối cùng cũng đã có kết quả. Đấy, cái cây đồ lông đao có lửa đấy. Này, ở chỗ mình là ở dưới miền Tây mình kêu cây đó là cái cây cắt vỏ đá nha mọi người. Ở đây thì hình như nghe nói là kêu bằng cây cắt oxy gì vậy. Giờ cẩu không nổi hết cái phần đó thì bây giờ tiếp tục là cắt từ miếng nhỏ để cẩu lên thôi. Cẩu lên được cái đỉnh điểm rồi đó, bây giờ thì sẽ tiến hành là cắt sắt mới đem lên bờ được. Rồi giờ nhóm mở cáp ra, thả cái móc câu ra. Mà chưa nữa hả, thấy cáp nó dùng. Bây giờ thì cần cẩu đã dương lên cao rồi này,
để chuẩn bị cho tư thế cẩu lên. Anh truyền cái cáp nhỏ xuống rồi đấy. Đó, bây giờ thì đã dương cần được đỉnh điểm rồi. Sao anh thu cần luôn rồi ta? Hay là anh cẩu không nổi không biết. Mình cứ nghĩ là hạ cáp nhỏ xuống cẩu nhưng mà cuối cùng là không thấy gì hết, anh thu cần lên trên bờ luôn rồi. Có thể là đổi kế hoạch hay là như thế nào đây? Mọi người cùng xem với mình tiếp theo đây. Bây giờ mình đã hiểu rồi, tức là anh lấy cái phần xích ở trên để đấu nối vô thêm để tiếp tục xuống dưới cẩu ha, chứ không phải là không cẩu nổi. Thì để cùng xem coi, chứ cái phần nãy là mình thấy gịch không nổi vậy. Thấy bây giờ thì đã truyền cáp xuống dưới cái phần cầu sập, bây giờ chắc có lẽ là chuẩn bị cẩu đây. Đây mấy chiếc xe chạy ghê quá mọi người, gịch như là cần câu câu cá kìa, rồi tuột luôn rồi. Lên lên, chắc có lẽ là cục bê tông quá hay là bê tông có sắt không biết. Phía trên thì anh cũng phải thu cần vô mới nổi nha. Nghiệp 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 hoài mà nó không thấy nhúc nhích gì ta. À, anh đang thu cần vô cho nó gần vô hơn để cho nó cái lực nó cẩu nó mạnh hơn. Để coi rồi cái khoa này nó gịch có lên nổi không. Chưa thấy gì luôn á. Hạ cáp nữa rồi. Kỳ ta. Đấy, nãy giờ thì anh dương cần ra ha, bây giờ thì sẽ chuẩn bị lên. Cần ra sao mà mình thấy giật nó cũng không hiệu quả ta, giờ lại thu cần vô lại nữa. Thì để coi, giờ nó rút cần vô lại nữa. Có lẽ là lên rồi nha. Có trong hệ tâm linh gì hay không mà nãy giờ cần cẩu gịch hoài liên tục mà không thấy lên ta. Rồi nó như vậy nữa rồi. Sau khi một hồi chờ đợi thì cuối cùng cần cẩu cũng đã tiếp tục cẩu lên rồi đây mọi người. Bây giờ thì mình ngồi đợi khoảng chừng 20 phút rồi. Sao vậy? Sao hạ nữa rồi? Nãy
giờ thì anh vuột 2 lần đó mọi người, nhưng mà mình không có bấm máy quay kịp, vuột dây hay đứt cáp gì bên dưới. Giờ thì chuẩn bị kéo nữa anh ạ. Gì mà bù nhùi chứ ghê vậy. Rồi rồi nó mất tiêu luôn rồi. Để coi coi bê tông hay sắt hay cái gì mà nãy giờ anh cẩu thấy chằng chịt khó khăn vậy. Lên rồi nè. Ủa sao không thấy gì chứ vậy? À cục bê tông. Trời ơi bình lớn đi. Trời ơi cái nó như con nhện nhện vậy mọi người. Con nhím này kìa. Sắt gâu ghê. Ô kính thưa các loại đúng không ạ. Bê tông mới nặng chứ cũng 100+ ký à. Bây giờ thì mình đã cố gắng tiếp cận cái hiện trường của phần cầu sập buổi chiều ngày hôm nay đây mọi người. Đây, quá chừng là gác. Và nói là cây cối chuối bọng gì kính thưa các loại đây luôn. Đây, anh cũng đã khá là vất vả với buổi chiều ngày hôm nay. Vẫn chưa có kéo lên trên bờ được nhiều. Lúc nãy thì mình ở đằng kia zoom zoom thôi nhưng mà không có thấy được chi tiết, nhưng mà khi mà tới lại đây thì mới thấy được đầy đủ chi tiết của cái phần cầu sập buổi chiều ngày hôm nay. Mấy anh kéo lên quá chừng như một cái đống đổ nát bên dưới. Ở đây là cảm giác như có cái gì đó nó cũng ớn ớn hả mọi người, thật sự mà nói luôn. Đây mọi người cùng xem chi tiết nè, cái phần sắt cũng như là bê tông mà mấy anh đã được tháo dỡ ra, giờ nó còn như thế này đây. Mấy anh sẽ cẩu cái gì tiếp theo đây, mình thấy Dương cái cần cẩu nhỏ ra nè. Quá trời, cây cối, gác ghến. Tiếp tục là anh chuẩn bị là nâng lên đó. Cố gắng zoom cho thật kỹ vô cho mọi người xem từ chi tiết ở đây nè.
có vẻ như là buổi chiều ngày hôm nay là mấy anh không có cẩu lên được sắt rồi. Lúc nãy mình ở đằng kia thì chỉ có cẩu được bê tông xíu thôi. Mấy anh còn đang cố gắng xử lý cái vấn đề là cần cẩu cũng như là cáp rồi mới tiếp tục nữa. Có lẽ là ngày mai mấy anh sẽ mới tiến hành là tiếp tục là cắt sắt để mà đem lên bờ ha. Ngoài kia nữa, nhưng mà chỉ cái tiếc là mình không có tiếp cận ra được. Đây, mình chịu khó lại sát đây để cho mọi người xem chút xíu rồi mình sẽ về ha. Rồi, có lẽ cái video buổi chiều của mình ngày hôm nay tạm dừng tại đây ha. Mình sẽ đi ra chỗ này thôi. Rồi, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào video phần tiếp theo. Khi mà có thông tin gì thì mình sẽ cố gắng cập nhật gửi đến quý khán giả và mọi người cùng xem với mình nha.